đánh giá cao Thái Lan, nhưng huấn luyện viên Philippe Chusier rất tin tưởng vào sự chuẩn bị của Việt Nam trước thềm SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia. Huấn luyện viên Chusier trả lời họp báo chiều 17 tháng 4 trước buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu. Huấn luyện viên Chusier và các cầu thủ hiện đóng quân ở Bà Rịa Vũng Tàu do nơi này có khí hậu tương đồng Campuchia. Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra hài lòng với điều kiện vật chất cũng như thời tiết địa phương. Ông cũng hào hứng khi có khoảng 80-90% thành viên của U22 Việt Nam được thi đấu ở V-League trong 3 tuần qua. Tại SEA Games 32, Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Lào ngày 30 tháng 4, Singapore 3/5, Malaysia 8/5 rồi Thái Lan 11/5. Chusier nhận xét tất cả là những đối thủ quen thuộc ở Đông Nam Á, họ đều có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch, vì vậy không trận nào dễ dàng. Trong đó Thái Lan đáng gờm nhất, nhưng chúng tôi đã tìm hiểu và mục tiêu vẫn là bảo vệ tấm HC vàng đã giành được ở những kỳ SEA Games trước. Chusier tiếp quản các đội tuyển quốc gia từ tháng 2 sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi vì hết hạn hợp đồng. Ở giải đấu đầu tiên của ông, giải giao hữu Doha Cup 2023 ở Qatar vào cuối tháng 3, Việt Nam toàn thua Iraq, UAE và Kyrgyzstan. Duy trì sơ đồ ba trung vệ như người tiền nhiệm Park, nhưng huấn luyện viên Chusier đề cao kiểm soát bóng, triển khai tấn công từ sân nhà bằng những đường chuyền ngắn và phối hợp nhóm nhỏ. Tuy nhiên, đội đang gặp vấn đề lớn trong khâu tạo cơ hội và dứt điểm. Cả giải thậm chí chỉ dứt điểm 9 lần và không ghi bàn nào, bên cạnh việc thủng lưới 7 lần. Theo huấn luyện viên Chusier, qua 4 tuần tập huấn rồi thi đấu ở Hà Nội cũng như Doha, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã được đối đầu những đối thủ thuộc nhóm đầu châu Á, nhờ đó ông nhìn thấy những sai sót của họ về mặt chiến thuật để sắp tới tập trung cải thiện. Ở Doha, mục đích của tôi là thu về các kết quả bất lợi. Nếu chỉ thi đấu với các đội bóng trong nước thì không thể có trải nghiệm tốt, ông nói. Sau giải đấu đó, các cầu thủ sẽ tự tin đáng kể. Sắp tới gặp các đối thủ cùng khu vực vốn chỉ ngang bằng và không cao hơn về trình độ, các cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt. Hôm 13 tháng 4, huấn luyện viên Chusier đã công bố danh sách triệu tập 31 cầu thủ, trong đó có 22 đang đá ở V-League và 9 ở hạng nhất. Sau đợt tập huấn 10 ngày, ông sẽ chốt 23 người đăng ký với ban tổ chức SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp cho biết ông sẽ đề cao sự đa năng của cầu thủ trong quá trình sàng lọc. Bởi, để vào chung kết mỗi đội phải trải qua 6 trận, chưa kể nguy cơ vắng mặt vì án treo giò, thẻ phạt, điều đó đòi hỏi cầu thủ phải thích ứng được ở nhiều vị trí và vai trò khác nhau trong sơ đồ chiến thuật. Tôi sẽ cố gắng tạo nhiều thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí càng tốt. Đến lúc này, tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật. Tôi nhớ là có ít nhất 6 cầu thủ từng dự SEA Games 31, họ sẽ chỉ huy đồng đội lúc khó khăn, áp lực và là động lực trong cuộc sống, giúp nhau hoàn thiện được lối chơi, ông cho hay. Một trong những nét mới sớm được áp dụng dưới thời Chusier là chọn 5 cầu thủ vào nhóm đội trưởng và chỉ định tùy từng trận. Điều này khác với các huấn luyện viên trước đây như Henrik Kalisto, Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng, Park Hang-seo thường chỉ định hoặc cho đội bầu đội trưởng và các đội phó. Chusier giải thích đội trưởng chỉ là cầu thủ làm việc với trọng tài. Họ còn rất trẻ, tôi cho họ có trải nghiệm đeo băng đội trưởng, chứ tôi vẫn là đội trưởng. Tôi không muốn khi nào đeo băng thủ quân thì mới là đội trưởng, tôi muốn tất cả đều là đội trưởng. Các trận đấu tập sắp tới U22 Việt Nam sẽ diễn ra trong sân đóng, do huấn luyện viên Chusier lo ngại đối thủ có thể nắm bắt. Ông cũng khẳng định việc gọi nhiều cầu thủ không chỉ phục vụ SEA Games mà còn hướng đến sự chuẩn bị khác cho U23 và đội tuyển quốc gia. SEA Games là một giải đấu nhưng cũng là một phần cho mục tiêu xa hơn, cựu huấn luyện viên Nhật Bản và bờ biển Nga cho hay.